Thưa quý vị, theo quan niệm của bà con mình, cứ vào tháng 7 âm lịch và đặc biệt là lễ Vu Lan hàng năm, mọi người thường ăn chay như một cách để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và là để tạo nhiều phước lành. Rằm tháng 7 được xem là một trong ba ngày rằm lớn trong năm, vì thế các mặt hàng rau củ quả, nhất là các món chay, hứa hẹn cũng sẽ không kém phần sôi động. Không khí mua bán tại các chợ ở trung tâm thành phố Cần Thơ ngày hôm nay như thế nào? Phóng viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, thì cũng như mọi năm, năm nay các mặt hàng để phục vụ cho mùa Vu Lan thì cũng đã bắt đầu sôi động vào đầu tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên thì sau đợt ảnh hưởng của mưa bão vừa qua thì nhiều người lo ngại các mặt hàng này, nhất là vào ngày rằm thì sẽ có sự tăng cao do nguồn cung sụt giảm. Và trong ngày hôm nay thì ngày 14 tháng 7 âm lịch, giá cả của các mặt hàng này sẽ như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi ghé qua một số ngôi chợ tại trung tâm của thành phố Cần Thơ để cùng tìm hiểu nhé. Tại các chợ trung tâm thành phố Cần Thơ, kẻ mua người bán tấp nập, nhộn nhịp và sức mua mặt hàng rau củ, trái cây và hoa tươi, làm lễ vật cúng dường cũng tăng. Đón đầu thị trường mùa Vu Lan và lễ xá tội vong nhân. Những ngày qua, tiểu thương tại các chợ Tân An và Xuân Khánh đã tranh thủ nhập về số lượng lớn thực phẩm rau củ quả, trái cây để phục vụ bà con. Tại chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vào sáng nay, sức mua các mặt hàng như rau củ quả đã tăng mạnh, nhất là những mặt hàng như rau, đậu, tàu hũ. Từ đầu tháng 7 âm lịch, các mặt hàng này đã bắt đầu tăng giá và hút hàng. Lượng hàng hóa thường được chuẩn bị gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường để đáp ứng nhu cầu của người mua. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn bị cháy như nấm rơm, nấm hương tươi. Vì thế, khi bán ra cũng cao hơn ngày thường từ 10 đến 20%. Nếu như nấm rơm bình thường giá chỉ khoảng 60.000 đồng 1 kg, nay tăng vọt lên 100.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn hút hàng. Tại các sạp bán thực phẩm chay cũng đắt hàng không kém. Các mặt hàng xôi chè như chè trôi nước, kiểm cho đến các món chay được chế biến sẵn với giá từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn trong lễ Vu Lan. Nhưng sôi động hơn hẳn có lẽ là thị trường hoa. Dù có nhiều nơi bày bán từ shop hoa hay các sạp hoa nhỏ trên vỉa hè, tất cả đều đắt khách. Các tiểu thương ở đây cho biết những ngày rằm lớn như thế này, trung bình mỗi sạp có thể bán trên hàng trăm bó bông huệ, cúc, vạn thọ, mỗi bó chục bông mỗi ngày. Năm nay, huệ trắng có giá 25.000 đồng đến 50.000 đồng một chục tùy loại, hoa cúc từ 30 đến 50.000 đồng một chục, vạn thọ từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một cành. So với ngày thường, tất cả các loại hoa đều tăng giá từ 5.000 đến 20.000 đồng một bó tùy theo loại hoa. Nhẩm tính một ngày bán bông cúng rằm, tiểu thương sẽ bỏ túi 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Riêng mặt hàng trái cây cũng sôi động không kém, bởi đây vốn là đầu lễ không thể thiếu trên mâm cúng ngày rằm của nhiều gia đình. Chính vì vậy, từ vài ngày qua, các tiểu thương đã nhập nhiều hàng hơn, chủng loại phong phú, đa dạng hơn hẳn so với ngày thường. Từ đầu tháng 7 âm lịch, các mặt hàng trái cây cũng đã rục rịch tăng giá. Theo đó, quýt đường từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg, nho từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg tùy loại, thanh long từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg đã tăng nhẹ so với tuần trước. Nhiều chủ cửa hàng cho biết dù giá thực phẩm chay, hoa quả có tăng nhẹ so với ngày thường, nhưng sức mua của khách hàng vẫn rất lớn. Nhiều cửa hàng phải nhập thêm các sản phẩm về phục vụ nhu cầu của khách, nhất là vào ngày mai 15 tháng 7 âm lịch.